Dạ, chế là Trần Phương Lan. Con là Nguyễn Phương Lan. Nguyễn là Trần. Nguyễn. Tại vì chồng khi chế qua bản chế lấy Trần chế theo họ Trần. Nguyễn Phương Lan. Nguyễn Phương Lan. Lan nghĩ thì nó còn đi vô rất ngang, nó nghĩ cho nghĩ như này mà mơ. Bữa nay mình năm 21 rồi. Năm 22 âm lịch hả? Bệnh nguy cơ phần thứ hai chúng ta là chúng ta cầu nguyện
người khác, Phật trợ gia hậu là sống lâu sắc tốt, ăn vui sức mạnh và trí tuệ. Do nhà quệ đức của chư Phật giáo pháp của chư tăng cùng với chư thiên hộ trì chánh pháp, nhưng gia hậu sẽ còn người mất đều được sự an lạc. Gia hậu của mười phương chư Phật chư Bồ Tát phước báo an lành được đồng đều nó cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kế tiếp chúng ta là chư tăng xin mở qua xin lễ cầu siêu hướng phần công đức phước báo này đến cho hương linh của ông Trần Đắc Mỹ với tụng kinh cầu siêu như sau. Nam mô Tăng Sa Thiết Lê Tô A Ra Tô Sam Ma Sam Bồ Tát. Nam mô Tăng Sa Thiết Lê Tô A Ra Tô Sam Ma Sam Bồ Tát. Nam mô Tăng Sa Thiết Lê Tô A Ra Tô Sam Ma Sam Bồ Tát. A Vi Kia Ya Tu E Wa A Se Sa Vi Ri Ta Ni Ro Thi Sam Kha Ra Ni Ro Tho Sam Kha Ra Ni Ro Thi U Nhiên Na Ni Ro Tho U Nhiên Na Ni Ro Thi Nemaro panero to nemaro panero tia sala yatana nero to sala yatana nero tia pasanero to pasanero tia wetanea nero to wetanea nero tia pana nero to pana nero tia opa tia nero to opa tia nero tia pawa nero to pawa nero tia tia tenero to tia tenero tia tia Thank you.